Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Nông Cống đã phối hợp với Ủy ban dân huyện xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và xây dựng đơn vị kiểu mẫu. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, phong trào đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường, nâng cao chất lượng đơn vị văn hóa, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Như chúng ta đã biết, môi trường sống có ảnh hưởng tích cực đến việc hình thành nhân cách con người. Với giáo dục, điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi mà đến trường, các em không những chỉ trau dồi tri thức, kiến thức mà còn hình thành nhân cách, kỹ năng sống trong tương lai. Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn đã thật sự tạo ra môi trường học tập vui chơi an toàn, thú vị, hấp dẫn đối với học sinh và giúp các em càng thêm gắn bó với trường lớp, thầy cô, bạn bè, được thụ hưởng không gian giải trí sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Để xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn các nhà trường đã tham mưu với cấp ủy chính quyền hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư, tiết kiệm nguồn chi của đơn vị, đồng thời kêu gọi xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt, bổ sung chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp. Qua theo dõi, tổng hợp, bình quân mỗi trường học đã đầu tư từ 150 đến 400 triệu đồng cho phong trào này. Do đó, cơ bản các trường học trên địa bàn huyện đều đảm bảo 4 tiêu chí ban hành kèm theo kế hoạch xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Với tiêu chí xanh, đến nay, hầu hết các trường học trong huyện đều đảm bảo diện tích theo quy định, được quy hoạch tổng thể và chi tiết. Trong khuôn viên có hệ thống cây xanh, cây bóng mát, có thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh hài hòa đẹp mắt và phù hợp với quy hoạch của trường học. Hệ thống cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh thường xuyên được học sinh, cán bộ giáo viên và nhân viên chăm sóc. Khuôn viên các trường học được bài trí cây xanh ngăn nắp, tạo nên một không gian xanh mát trong lành. Việc xây dựng trường học xanh đã góp phần làm cho môi trường giáo dục học đường tươi đẹp hơn, nhờ đó thầy cô và học sinh thêm yêu trường mến lớp. Đặc biệt, tại một số trường mầm non của huyện, các thầy cô còn tận dụng những khoảnh đất trống làm vườn rau xanh, hàng ngày không chỉ cung cấp rau sạch cho bữa ăn của trẻ mà còn là nơi để học sinh rèn luyện kỹ năng sống. Để môi trường học đường luôn xanh, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn các trường giao cho các chi đội phụ trách việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh khuôn viên sân trường. Cùng với đó, đội cờ đỏ thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các bạn học sinh chăm sóc vườn hoa, cây cảnh. Nhờ đó, cảnh quan khuôn viên các trường học ngày càng khang trang. Hiện toàn huyện có 78% số trường học xây dựng tạo cảnh quan môi trường cơ bản đáp ứng tiêu chí xanh. Xây dựng môi trường học tập xanh, qua đó giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường, yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, đồng thời góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh, văn hóa cho thế hệ trẻ ngay từ tuổi học đường. Hàng năm, các trường đều tổ chức trồng cây với việc chọn trồng các loại cây phù hợp với trường học, tươi xanh quanh năm. Xây dựng trường học đảm bảo tiêu chí sạch, các trường đã tích cực đề xuất với các cấp đầu tư cơ sở vật chất, làm tốt công tác xã hội hóa, chăm lo xây dựng nâng cấp khuôn viên trường lớp, chú trọng xây dựng các công trình vệ sinh nước sạch, phân loại xử lý rác, phục vụ hoạt động dạy và học. Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn trường thường xuyên quán triệt trong cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện tốt việc bảo quản, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất hiện có, sắp xếp bố trí lại nơi làm việc của các bộ phận, quản lý, điều hành, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, kho thiết bị, chỗ để xe, vân vân, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch, 100% trường học trang bị hệ thống thùng rác có nắp đậy, được đặt tại các vị trí hợp lý, thuận tiện, đảm bảo mỹ quan. Rác được phân loại theo hai nhóm, nhựa ni lông, giấy vụn và định kỳ phối hợp với bộ phận thu gom rác của địa phương để vận chuyển về khu đổ rác tập trung. Riêng giấy vụn được thu gom bán phế liệu gây quỹ. Nguồn quỹ này được các nhà trường sử dụng để tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp lễ Tết. Hệ thống cống thoát nước tại các trường học được xây dựng bê tông, có nắp đậy an toàn, đảm bảo thoát nước tốt, không có hố nước đọng gây ô nhiễm môi trường. Định kỳ được nạo vét đảm bảo thông thoáng, không có mùi hôi. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt của học sinh, các trường học trên địa bàn huyện
đều bố trí đảm bảo đủ nước uống sạch cho học sinh sử dụng hàng ngày, có khu vực rửa tay cho giáo viên và học sinh, đảm bảo vệ sinh, thuận tiện trong sử dụng. Có đầy đủ nhà vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh với diện tích sử dụng theo quy định. Nhà vệ sinh thoáng mát, đủ ánh sáng. Xung quanh khu vực vệ sinh trồng thêm cây xanh với mục tiêu tạo cảm giác thoải mái, chống ô nhiễm, khử mùi hôi, nâng cao ý thức sử dụng và bảo quản các công trình vệ sinh cho học sinh. Khuôn viên trường, lớp học, các phòng chức năng, phòng làm việc thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. Tại các trường, học sinh được giáo dục ý thức sống khỏe mạnh và có sự hỗ trợ về y tế, tâm lý. Cán bộ y tế thường xuyên theo dõi, tuyên truyền các dịch bệnh diễn ra, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cách phòng chống, phối hợp với trạm y tế xã tổ chức tiêm chủng, khám mắt, kiểm tra dịch bệnh cho học sinh. Các trường học được sắp xếp bố trí hợp lý về thời gian, vị trí sân chơi bãi tập, phòng học, phòng làm việc, giờ ra chơi, giờ nhạc, giờ học tiếng Anh, đảm bảo tạo bầu không khí trong lành, không bị ô nhiễm tiếng ồn trong sân trường, lớp học. Đối với các đơn vị tổ chức bán trú, các trường đầu tư cơ sở vật chất, bố trí bếp ăn thoáng mát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nơi ngủ nghỉ đảm bảo cho các em học sinh có môi trường sống tốt nhất. Không chỉ xây dựng trường học xanh sạch, các nhà trường đã tập trung xây dựng trường học đảm bảo tiêu chí đẹp. Tại các trường, đặc biệt là bậc học mầm non và tiểu học, phòng học được trang trí các hình ảnh đẹp mắt. Ngoài hành lang bố trí tô điểm thêm bằng các chậu hoa, tạo cảnh quan gần gũi thân thiện với thiên nhiên. Các trường có cảnh quan hài hòa, có tính thẩm mỹ trong mô hình kiến trúc tổng thể, quy hoạch hợp lý, đảm bảo sự phát triển bền vững trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan của nhà trường. Đồng thời, xây dựng những quy định về nếp sống văn hóa, thiết kế các bảng biểu áp phích và được bố trí sắp xếp hợp lý, đảm bảo tính tiện dụng và mỹ quan. Thường xuyên nhắc nhở học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, biết sống hài hòa, thân thiện với thiên nhiên, đảm bảo nhà trường thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện học sinh về kiến thức, lý tưởng, nhân cách, lối sống. Nhiều trường học trên địa bàn huyện đã xây dựng được thư viện xanh với sự sắp xếp hợp lý và đẹp mắt, bố trí không gian cho các em học tập vui chơi phù hợp với lứa tuổi học sinh. Khuôn viên nhà trường đều có nhiều bồn hoa cây cảnh, các câu khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí bắt mắt, hài hòa. Cùng với đó, các trường học thực hiện nghiêm túc những quy định chuẩn mực của nhà giáo và học sinh về trang phục đảm bảo gọn gàng, sạch đẹp, giản dị, phù hợp với môi trường sư phạm. Xây dựng môi trường thân thiện giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với cán bộ, giáo viên, nhân viên, giữa học sinh với khách, giữa học sinh với cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, bàn ghế, lớp học, sân trường. Xây dựng trường học an toàn là một trong những tiêu chí mà các trường học đặc biệt quan tâm. Trường học chính là nơi ươm mầm, giáo dục nhân cách để các em học sinh trưởng thành. Do vậy, cơ sở vật chất ở các trường học đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh giảng dạy, học tập và làm việc. Hiện nay, tất cả các trường học đều xây dựng cổng trường và hệ thống tường rào đảm bảo an toàn. Triển khai thực hiện tốt phong trào cổng trường tự quản, nhiều trường đã lắp đặt hệ thống camera an ninh. Các phòng học có nhiều thiết bị đắt tiền được bố trí ở những vị trí an toàn và lắp đặt thêm các lớp cửa kiên cố, độ cao của bàn ghế phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Các trường xây dựng và lắp đặt phòng học đủ chuẩn ánh sáng để giảm thiểu bệnh cong vẹo cột sống và cận thị trong học sinh. Có khu vực để các thiết bị phòng cháy chữa cháy, các bảng biểu hướng dẫn sử dụng và tuyên truyền về phòng chống cháy nổ. Tất cả các trường học trên địa bàn huyện đều rèn luyện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có ý thức tự giác thực hiện an toàn trường học, thành lập đội tự quản trong học sinh, thành lập ban quản sinh, ban tư vấn tâm lý sức khỏe, ban phòng chống cháy nổ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học, phòng tránh tai nạn thương tích, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đuối nước, nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ, đảm bảo không có các tệ nạn xã hội, không có hiện tượng bạo lực trong nhà trường. Việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn ở huyện Nông Cống đã thực sự tạo ra môi trường học tập thú vị, hấp dẫn đối với học sinh và giáo viên. Đến trường, các thầy cô giáo thi đua sáng tạo, tận tụy với nghề, còn các em học sinh thì được hưởng thụ môi trường học tập vui chơi an toàn, giúp các em càng thêm gắn bó với trường lớp, bạn bè. Nét nhân văn trong phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn chính là hướng học sinh thực hành những giá trị chân thiện mỹ, rèn cho học sinh nếp sống đẹp,
nhận thức được trách nhiệm của bản thân trước tương lai của mình và nhân loại, lan tỏa tinh thần sống tích cực vì cộng đồng, bảo vệ môi trường sống, trân trọng thiên nhiên, lan tỏa màu xanh từ không gian lớp học đến khuôn viên nhà trường, được hạnh phúc trong môi trường học tập của mình, từ đó phát huy được năng lực bản thân trong học tập thông qua các hoạt động. Đến nay, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện đều tạo được môi trường sư phạm xanh sạch, có cảnh quan hài hòa và tính thẩm mỹ trong mô hình kiến trúc tổng thể, đảm bảo sự phát triển bền vững trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường. Sau 2 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn, huyện Nông Cống đã xuất hiện nhiều trường tiêu biểu như trường trung học cơ sở Trần Phú, trường mầm non Hoa Mai thị trấn Nông Cống, trường mầm non Tân Phúc, trường trung học cơ sở Công Điêm, trường tiểu học Vạn Hòa, trường trung học cơ sở Hoàng Sơn, vân vân. Phát huy những kết quả đạt được của phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn, mục tiêu thời gian tới của chương trình đó là tiếp tục quán triệt triển khai đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân về tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện về phát động phong trào thi đua xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí, từ đó tích cực tham gia xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn. Chỉ đạo các trường kiện toàn ban chỉ đạo, bổ sung kế hoạch xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn của đơn vị trên cơ sở cụ thể hóa những yêu cầu, nhiệm vụ, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp bao gồm tiền, hiện vật, ngày công để thực hiện các tiêu chí xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn của đơn vị mình. Các nhà trường tự đánh giá chấm điểm kết quả thực hiện phong trào theo niên độ năm học, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện kiểm tra đánh giá, công nhận đơn vị đạt chuẩn trường học xanh sạch đẹp an toàn vào tháng 3 năm 2025.